Kính thưa quý vị, hôm nay là cuối tuần ngày thứ Bảy, 12 tháng 1 năm 2013. Thanh Thanh cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý khán thính giả và xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui và thật nhiều ý nghĩa. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Con tin Pháp Denis Alex hiện vẫn còn sống, tin từ Paris. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nói rằng một nhân viên điệp báo Pháp bị bắt ở Somalia trong năm 2009 được tin là đã chết cùng với một quân nhân trong lúc lực lượng đặc biệt giải cứu bị thất bại. Tuy nhiên, thì nhóm loạn quân Harakat al-Shabaab al-Mujahideen cầm giữ Denis Alex ra thông báo nói rằng con tin vẫn còn sống và đang ở tại một địa điểm cách xa căn cứ bị trực thăng Pháp tấn công. Tổ chức có liên hệ với Al-Qaeda này cũng tuyên bố chúng đang giam giữ người quân nhân Pháp bị thương trong cuộc giải cứu. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết là đã tiêu diệt được 17 loạn quân trong cuộc tấn công. Một khúc video phổ biến cho thấy Alex đang đọc một lá thư trong tháng 7 năm 2012 yêu cầu Tổng thống François Hollande giúp đỡ, sinh mệnh của ông ta tùy thuộc vào Tổng thống. Alex là một trong hai nhân viên làm việc cho cơ quan tình báo DGSE bị Al-Shabaab bắt cóc ở Mogadishu trong tháng 7 năm 2009, nhưng Marc Aubry đã trốn thoát sau đó.